tiệc thung á dung thỉnh tam tỏ tiền thanh nghi hộ công đồng mẫu lai sáng về bản đền đây quả thực dâng lên na đăng trà quả thực dâng lên na lòng tin bái thỉnh nghi chúa tiền na cửu chúng vân cát thôn quê đất phủ dày vân cát na thôn quê nghĩa hương thiên bản na nhà lê mẫu đệ nhất cả trận cột cách thanh tân mẫu đệ nhất hình dung cột cách thanh tân na mười năm tuổi lẻ kết hôn nhân đi lãnh phá mẫu đệ nhất thiên tiên na cung thỉnh mời mẫu đệ nhất na thiên tiên na tập phong xe thanh xe loan nề sang trần xe sang vì mẫu đệ nhị địa tiên na cung thỉnh mời mẫu đệ nhị địa tiên na thích xưa sinh thanh nghi trong đền sông sơn chốn đôi ngang nga phúc đôi phố cát na riêng một bầu gió mát na chẳng thành nghi sớm kết loan phòng kinh xuyên na sớm kết na loan phòng nghề thảo mai tiểu thiếp ma xa lòng hò xeo oan tiên thanh đệ tam ma cũng thỉnh mời thanh mẫu đệ tam ma xích đơn lòng nữ ngự đền thờ thoại cung giới thỉnh chân nhang phân khởi dung tiên tín chủ thiên thanh nhiệt tại kim lô phóng cảnh khắc nhân huân thực biên mãn thập phương tích phật xa du miến nạn tiêu tai trường nam mô dược sư hải hồi tất ma ha tát nam mô dược sư hải hồi tất ma ha tát nam mô dược sư hải hồi tất ma ha tát xin ra đệ nhị không ai tây vơ đôi đệ nhị không ai tây đánh đông dẹp bắc cho an đi nước nhà thank you.
các quan cung về đồng truyền ban các quan tả văn hiệu võ lượng ban đáo đền quân thủy quân bộ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo lên lệnh truyền thiên đội vạn cớ vương cung bây giờ người chắc sáng anh linh trước là bảo hộ gia đình sau là thu chấp và tinh phen đành sao uy trần thế gian coi nhẹ văn sớ dâng lên thượng lai tài mã kim ngân cùng về tông đối chép biên dành dành phê cho vị trường sinh thank you.
đăng sáng nghị tiệc đã vang một nhà vinh hiển vàng bang an lành phút chốc thấy mấy dòng gió chuyển cô trở ra về cho đến bồng lai sẽ sáng hồi tin Chúa bạn đền tiên dâng văn tiên Chúa bạn đền đền lắng nghe quan thuộc xa lắng nghe quan tuyên nghe quan
đẹp hay hay mà vẫn tựa hoa đào hình dung tâm mà thước chúa thừa người thần tiên đôi tay thạt bút hàm răng đi ngọc thạch tai đeo hoán vàng nghề hồ phách tim gương càng trầm càng đẹp nó ớn sơn sang tính tình hề mang chút mang ra nghề mang mai mang đứa cơm làm trà đường mang mai mang đứa trà đường cơm lá mưa tên sáng soi khắp biển trần xoay về sơn trang xoay trong làm người xoay về sơn trang xoay cho người xoay cho quốc thái dân an nàng xoay cho nam nữ trẻ cùng già được vui tươi cây đèn thần soi sáng gần xa soi cho đất nước bốn mùa nở hoa soi cho đất nước được nở hoa bốn mùa sống đăng ai sống đăng ai thấp thoáng bên lầu sống đăng tiên chúa đang cố hầu phương nghe nhắc trong lên nhắc trong lên sang tỏ qua nghe sông đăng người múa dịu sang bè bãi người soi cho nam nữ trẻ già soi cho nam nữ trẻ già vui tươi xa 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 đẹp làm sao anh đôi tiền vàng chiếu hoa lung linh trong đường lung linh trong đường người đẹp làm sao chúc lễ chúa trường xuân dân hoang người tiên nữ đang bay về bàn đền hôm nay bàn đền hôm nay người tiên nữ đang bay về đang bay về bàn đền hôm nay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bồng lộc cho lắm về đây thêm nhiều. Người ban cho giảng nhất sang yêu, ban gần ban xuyên, người ban cho đồng tiền. Dành đời sau hai trăm hoa đẹp về rừng mẫu, đậu cho đông phúc cả hà xa, người đẹp như sao bắt đầu sông Ngân Hà. Chí ra vào cúi xin Phật Thánh độ trì lai lâm ma, về đồng tay múa miệng ca, bẻ bay dòng xá y a dòng mưa, bẻ bay dòng xá nguyện cầu
vạn tội Chúa xá cho con từ giờ. Đã nhật tâm sơ cầu tất nưng, người độ cho phúc đằng hà xá độ cho thoát khỏi tai ương ý. Được tiên tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại người phần thanh cao. Ngày hôm nay Loan xá về đây cung phủ đệ tử con khác định họ trường. Tôn quan đệ nhất na phục mạc đế định nghề lái lâm sắc sáng ngược để trung y quan đệ nhất oai hùng. Diều khai quang chiếu tự trung ngã tích tích đàn cung giang kim phục hoàng lân cận thánh đế tiền trưng vương. Ông lớn bây giờ người chắc sáng anh lên trước làm bảo hộ gia đình. Vận sơn dâng lên thượng lang tài mã kim ngân. Ông về tông đối chép biên dành dành phế cho nghỉ vị trường sinh. Trong ma
triều đình đâu có đường ai. Lược thao thao lược ngỡ toàn tài đình thần tam tứ phủ ý, nào ai sánh bằng. Chuyện trời đất na làm mưa tuôn na, chớp giật đủ cơn sông cây cối đổ xô. Giám sát Quảng Cai trên thiên đình, quan đệ đi Quảng Cai thống trị thế giới sắc không sai vạn thần. Trước là bảo hộ gia đình, sau là thu chóc tà tinh phèn đầy xa uy trần thế gian coi. Văn sớm dâng lên thượng lang tài bá kim ngân, ông về tâu đối chép biên dành dành phế cho vị trường sinh.
xong tôn quan để nhị nghỉ đấng anh tài quốc sĩ vô song. Vẻ vang mắt mắt phượng nghi dấu hoa giống dung y tuần na tố y ông lớn ngoài phòng khác ngờ thường rồng dung y tuân tu hoài phong khác nghi thường. Chốn sơn lâm hùng cường uy vũ, phép rồng ba cai tựa nam thiên, sắc vàng trôi trôi ngàn thu, lầu son phủ tía lưu danh muôn đời. Dâng ra chiều thanh liễu bát thú sơn lâm biển bạc rừng xanh nga hoa phong hoa vũ hóa hình tôn quan hóa phép trừ tinh nga chóc tà ngâm cơ tạo ngâm cơ tạo xoay vần sinh thác hãy tu đi để rồi ngày mai nhưng phải ngẫm câu sinh hóa ở đời sinh sao cho đáng con người quan mới sinh sổ hội đồng sổ hội đồng một tay biến chép số mệnh người sinh tử ai hay họ vũ con đây hiếu thuận lại thảo hiền tu nhân tích đức ngài chép tiến thọ trường năm tiên cảnh ở trong chiều phó thác tiếng lừng vang quan giám sát anh linh
đã bao phen dựng mạch thiên đình thay quyền thượng đế cứu sinh cho muôn người. Rước ông về phố cát đồi ngang ngang không phù đệ tử con khang đình họ trường xa tiên thánh trên ngàn tiên đã dâng văn tiên thánh trên hà đông hoa buông tuần quan ni sáng đàn chầu trứng đầy trên ngàn gió quân dung cây sông sơn na con cá lượn chim đi bay về ngàn đêm thanh khuya nguyệt lặn sao ngàn đình mà đêm thanh khuya nguyệt lặn sao thăm ngàn thoi xanh ban nguyệt đứng gặp gành đuôi thấp núi cao ôm ngà
chín tầng khe suối một bầu tiêu sao. Mời chầu loạn giá về đây nghỉ à. Lệnh bài sai đô triệu lồng đồng nghe đất nàng ai vốn sông sơn trang nga tính tình hay mang chúc mang ra nghề mang may mang đứa cơm làm trà đường mang may mang đứa trà đường cơm lá. Xa cho những ai thành tâm hướng ai đi sống đắng sống đắng đi châu nhị soi cho xóa tan đêm dài xóa xóa tan đêm dài ba con gái trai nhà nhà đi bình an châu soi về đền đây mang phúc để đa ấm lo cho mọi nhà. Muốn sắc hoa khoe màu bướm bay là lời lăn giá về đây trong khúc nhạc vui chúng con dâng lời ca tôi chồng xinh như hoa trổ đẹp như tiên giang xinh yêu kiều giang xinh yêu kiều làn môi hé cười làm ngất tay chân ra. Lượt nga dắt chấm cài tiếng nói chầu nhị thong thả đúng là người ở trên đông cuồng vốn dòng là công nga chúa thiên thai xin tên lòng
dù con giàu gì túng sơn trang, hoa cỏ tốt tươi một vùng, sơn thủy thông dòng công đồng ở trên Bắc Lệ chốn kỳ cùng làng Sơn ý. Sau bí rừng củ đậu măng tươi cơm mì lạc rau sắn củ mai khoai ngon có cả đậu lạc có săn đồi rượu tắm mê. Thank you.
son sắc tô tốt tươi sườn già lên ngàn lên ngàn lắm quả nhiều hoa chỗ bé đốt đuốc vào xa sớm chiều chiếc thùng mây còn chịu lưng lưng đeo ca vang lên khúc nhạc thái hòa ca vang lên khúc nhạc thái hòa ca vang lên khúc nhạc thái hòa ý được nhà nhà giàu sang đem cho cả ghế nhà nhà giàu sang đi đây thương ai đây thương ai đây thương ai tay lộc châu an dân ai người của khôn ngoan nhường cảnh trí ra vào cứ xin Phật Thánh độ trì lai lâm ma về đồng tay múa miệng ca bẻ bài giọng xa ê a giọng mường bẻ bài giọng xa Thank you.
nghe thương hội nghị quỳnh mà tiên con nghe tin ông mười xuống thiên duyên chạy lòng vẫn tiên vân tiên mượn thanh chỉ bờ hồng ý. Sớm khuya nhang khói đăng nhang phục thờ chân kinh có chữ Nam Mô, có chữ Nam Mô trong chân kinh A Di Đà Phật Ni Hoàng đi chấm đồng hoàng mười lục chí thần thông. Vậy
trong như nước chảy xuôi. Một dòng sẽ ăn
mây vàng trên thượng thiên sẽ áng mây vàng. Gợi con xích kiểu xước ông người về trấn thủ đền Nghệ An. Sẽ ra khi nhật sứ thanh nga ở trong đền sông Nghề có cô chim riêng hách hách rạch y nhất phàm trần. Lễ dâng nhang cô về đồng cô làm lễ dâng nhang,
lễ vật ngũ bài chín mười phương độ chi dâng nhang điểm khẩn từ bi cung cấm quản hoàn hằng nga cung cấm quản hoàn hề mậu sai cô xuống nghi dương gian ngự đồng cung chi ngự đến sông sơn ngự đến sông sơn vốn nguyên xưa ngự đến sông sơn hai huê hoán ngọc châu trong lâu đài tuổi vừa 18 đôi 10 đến quạt cô chi chỉ lại thương các thanh nghi đồng tình ta là tình tam tình à tang tình tình mắt lộng sơn hà cô chi có quạt cho mắt lộng sơn hà quạt cho nam nữ trẻ cùng già đồng tình an tình tang là tình chín quạt cho sóng lặng trời an na cho trăng sáng tỏ xua tan đám mây mờ tình tang là tình tang tình à tang tình tình à có đôi quạt là tiên dân ngô có đôi quạt là múa quạt cụ chín hầu mẫu múa cờ hầu đức vua cha tình tình ta là tình tang tình à tang tình tình tang đằng ngoài cho chi đằng trong ai mà biết đến cô chi sòng ý giúp mơ cho cầu sao cầu sao được vậy ấm mà nó ý dâng cô dâng cô non đỏ hai xanh ý lại về quan cháu đến sâu xanh làm cổ tích ấy một bầu cảnh thành thành ngơ đền thờ cô sơn thủy hữu tình tình xa xa người lăng quan tuyên quang nga nhớ xưa lăng quan tuyên quang minh lương lại có cô nàng tiên ý phù tiên dược thần kỳ vô cứu thế đoá phù dung đường độc đẹp tốt tươi cô bé thanh tân à sắc nước đẹp nghiêng trời chồng là người dân tộc sao bà vợ là người dân tộc mường nghệ
23 tuổi thì đã cao, đến đi ngày khấn nguyện là mà chưa có con. Cứ ngày ngày đi xa con ngồi lịch à, xúc tôm tép để sống lân hồi. Một hôm ông thì ở nhà, bà đi làm sớm cũng như mọi ngày. Một hôm mê ông hoa thì ở nhà, bà đi làm sớm cũng như mọi ngày. Lạ thay không được con gì, tự nhiên xuất hiện hai quả trứng xà. Lạ thay không được con gì, tự nhiên xuất hiện hai quả trứng xà. Bà đành đem về thả vào trong chúng nước để dưới cầu thang. Bao tháng ngày sau bà mang thai, sự lạ rất phi thường. Sinh ra cô bé đặt tên là Bình Lương. Dưới cầu thang bao tháng ngày nở ra đôi rắn ấy cùng cô bé Bình Lương. Sớm khuya quấn quýt bầu bạn với nhau. Sớm ma khuya đi làm về, thấy đôi rắn quấn chết con mình. Hai ông bà vô cùng tức giận, đuổi đôi rắn và chém đứt đôi hai vợ chồng. Ngồi xót thương con, không nỡ chôn cô bé, đặt cô nằm trên sàn. Xịu xà bước xa cô nàng cả
dâng bông dâng hoa, cô bé nhan sắc biết là xin sang tìm ý gọi nhau được ai soi sáng trên non đà một bờ son sai tốt tốt tươi rực rỡ cô bé lên trên ngàn nắng của nhiều hoa ý à, à, à. Cho nam nữ trẻ cùng già được vui tươi, cây đèn thần soi sáng gần xa, xây cho đất nước bốn mùa nở hoa, xây cho đất nước được nở hoa bốn mùa. Tâm cô hiến đủ ba vòng ý à, à, à.
chiếu từ trung ngã tích đàn cung giang kim phục hoàng lân cận thánh đê tiền trưng vương cậu tôi bây giờ cậu chắc dáng anh lên trước là bảo họ xa đến mình. Sự dâng lên điện ngọc các cô nâng mời là mời rước cậu hoàng sơi tình rằng tay tiên rót chén rượu nào dâng lên nhị tuần á dâng lên trên điện ngọc là mời rước cậu hoàng sơi tình rằng tay tiên rót chén rượu nào dâng lên tam tuần trung dâng lên trên điện ngọc là bởi xước cậu hoàng sơi nhớ bữa hôm nay có ba chén rượu nào cậu tôi nhớ
bữa hôm nay. Từ ngày cậu về vui đền vui phủ, cậu cứ vui đi, á vui là vui đi. Qua sáng là vui, cậu bé về đây sao vui quá là vui. Cô thì xíu gian, cô thì xíu dít chuốc rượu cậu, tôi say say lờ lờ đờ đờ. Chảy hội mất tiền người trần gian, đi chơi đi chơi chảy hội phải mất na tiền à. Cậu tối hôm nay đi chơi, hôm nay đi chảy hội thừa bao nhiều lộc tồn cậu cho hết công văn nề. Đêm trăng thanh là đêm khách hội là thiệt vui quá ơi à ơi à. Cứ đêm trăng thanh lại gió mát, có tôi mở cửa cộng ra chơi dàn đào la lên, có mấy ai lên lên tít cung chăng, ai lên tít cung nguyện cho cậu bé tôi, cậu nhắn gửi cái ông trắng già ý. Cô ba ta tính tình cô bốn ơi à ơi à. Nhạc ngựa phi về vang 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 vang, nhạc ngựa phi về mười hai căn đàn tin đi giữa cổng về tấu đối việc quan. Tấp tập rộn ràng bản đền hôm nay, tấp lập lên rộn ràng mười hai căn đàn tin đi giữa cổng về tấu đối việc quan. Xe loan thanh giá hồi chia thiên câu ơi, ngồi trên ngôi cao cầu tường thanh đồng bên bè lại bên cầu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ cầu hoàng sơn về cầu nở nụ cười chia tay người dần xa. Hẹn đến gần sau cậu bé tôi lại về, hẹn đến gần sau cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ